Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng lúc này, một giáo dân vừa thống thiết xin lỗi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường trong lúc nguy tử. Hiểu thêm cha Tường đang bị vạ huyền chức hay vạ tuyệt thông. Xin đừng lên án cha và cầu nguyện cho ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, người chuyên chữa bệnh ung thư miễn phí, ngài đang nguy tử được cộng đoàn công giáo và cả những người ngoại đạo quan tâm cách đặc biệt. Vị linh mục có tiếng vang cả trong giáo hội và xã hội với những mặt tích cực và tiêu cực. Nhiều người tỏ ra bênh vực những hành động năm 2014 của cha Tường, nhưng cũng có nhiều người phản đối. Video này cũng sẽ giúp những người ngoại đạo hiểu hơn về tình trạng của cha Tường khi mắc vạ trong giáo hội công giáo là như thế nào. Mới đây, một giáo dân vừa viết lời xin lỗi cha Tường trong lúc nguy tử như sau. Treo chén và vạ tuyệt thông. Trước khi trình bày thông tin treo chén và vạ tuyệt thống, Thoại viết ra đây những suy tư tâm sự của loài chim biển đang chịu nặng trong lòng. Mỗi khi biết được một linh mục bị giới hạn năng quyền hoặc bị tước bỏ toàn bộ năng quyền thì mỗi tín hữu công giáo chúng ta, ai ai cũng có những suy nghĩ, những cảm nhận riêng. Cá nhân Thoại, chỉ một hai ngày trước đây thôi, Thoại chẳng có chút cảm thông nào đối với những linh mục bị treo chén. Thoại cũng đã chuẩn bị xong một bài viết để lên án, đả kích mạnh một linh mục, người có cùng thánh quan thầy với Thoại và tên của ngài có cùng chữ cái đầu là T, ý tác giả nói tới cha Tường. Tuy nhiên, trong khoảng 36 giờ vừa qua, Thoại biết được linh mục ấy, cha Phêrô T, đã qua đời một cách tự nhiên. Thoại cảm thấy bị chột dạ vì Thoại đang chuẩn bị đăng post bài viết lên án, đả kích trực tiếp vào cá nhân cha Phêrô T. Khi biết được thông tin ngài đã đi xa, mọi việc trần gian của ngài cũng nên được gác lại. Vì vậy, tôi đã quyết định không đăng post bài viết ấy như dự định. Thay vào đó, Thoại cầu nguyện và phó thác linh hồn của cha Phêrô T vào lòng Chúa thương xót. Hơn nữa, trong bài viết Nghĩa tử là nghĩa tận, Thoại mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô T. Sau bài viết Nghĩa tử là nghĩa tận, Thoại đã nhận được nhiều bình luận cả thuận lẫn nghịch, thậm chí có hơn 6 người bạn mà T rất trân quý, gọi là bạn nhưng thực ra 6 người này khá lớn tuổi, rất đáng kính ạ. Họ đã gửi tin nhắn riêng cho Thoại. 100% nội dung tin nhắn qua Messenger Inbox là phản đối bài viết ấy. Một trong số đó là cha Tường đã bị vạ tuyệt thông, kêu gọi cầu nguyện có ích gì đây. Thoại tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng lòng Thoại không khỏi đầy chịu nặng với nỗi buồn khó tả. Vì vậy, Thoại đã đến nhà thờ sớm hơn thường lệ lúc 16 giờ 30 phút ngày Chủ nhật hôm qua. Thoại cũng đã bỏ không tham dự thánh lễ cùng gia đình lúc 17 giờ mà tham dự thánh lễ sau đó. Trong thời gian này, Thoại không ngồi cùng gia đình mà đến và ngồi trước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà chờ phục sinh mà không lần chuỗi, chẳng đọc kinh hay cầu nguyện gì hết. Thoại chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn mẹ đến độ ngủ quên. Trong giấc ngủ, Thoại nghe cảm nhận lời Đức Mẹ như sau. Ma quỷ đã, đang và sẽ đánh phá giáo hội, đặc biệt là chúng tập trung vào các linh mục của Chúa. Và chúng ma quỷ đã phần nào thành công trong việc chặt đứt được một, hai hay vài cánh tay nối dài của Chúa. Nó đang biểu dương chiến thắng vì nó không chỉ triệt hạ được một vài kẻ địch trong hàng giáo sĩ mà nó còn rất vui mừng khi chia rẽ được cộng đoàn dân Chúa. Đang miên man thì ông bố đỡ đầu đến bên cạnh và chạm vào để Thoại thức giấc. Khi ấy ông bố nói với rằng, THAI vì chỉ trích hãy cầu nguyện. Vậy vạ tuyệt thông hay huyền chức là gì? Vạ huyền chức chỉ áp dụng cho hàng giáo sĩ. Một giáo sĩ chẳng hạn như linh mục bị vạ huyền chức thì vị giáo sĩ ấy bị tước bỏ một phần hay toàn bộ các hoạt động thừa tác của một thành viên hàng giáo sĩ. Năng quyền của linh mục ấy có thể bị giới hạn tạm thời hoặc vĩnh viễn. Khi bị phạt vạ huyền chức thì vị linh mục ấy sẽ không được thực hiện các nhiệm vụ linh mục như không thể thực hiện những việc của một linh mục tại giáo xứ, không cử hành thánh lễ một cách công khai, không được cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn, không được giảng dạy giáo lý và tin mừng một cách công khai, thậm chí không được công khai mặc lễ phục.
theo giáo luật số 1333. Vạ tuyệt thông dứt phép thông công là gì? Tín điều các thánh cùng thông công tất cả các tín hữu còn sống hay đã qua đời, dù đã được vào nước trời hay còn đang ở trạng thái thanh tẩy, đều có kết nối, liên lạc mật thiết với nhau. Chúng ta, những tín hữu thuộc hội thánh lữ hành, làm những việc lành, việc bác ái dâng lên Chúa và cầu xin cùng Thiên Chúa cho linh hồn của các anh chị em tín hữu đang trong giai đoạn thanh luyện và cầu nguyện cho cả những anh chị em tín hữu đang còn sống nơi dương thế. Tín hữu thuộc hội thánh Khải Hoàn các thánh đang hưởng nhan Thánh Chúa cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các tín hữu lữ hành chúng ta và các ngài cũng cầu xin cho các linh hồn đang được thanh luyện. Các linh hồn đang được thanh luyện cầu bầu cùng Chúa cho các tín hữu chúng ta những người đang sống nơi dương thế. Như vậy, tất cả chúng ta thông công với nhau, mỗi người đều có quyền hưởng nhờ lời qua cầu nguyện và công nghiệp của tất cả những người khác. Đây là ý nghĩa của tín điều các thánh cùng thông công. Vạ tuyệt thông là một hình phạt dành cho mọi thành phần dân Chúa từ hàng giáo sĩ cho đến giáo dân những cá nhân phạm một hay nhiều tội nặng và không hối cải. Theo đó, khi một bị tuyên án vạ tuyệt thông, thì người đó bị tách rời khỏi sự liên kết trong cộng đoàn dân Chúa như đã nêu trên đây. Dứt phép thông công thoại thích khái niệm này hơn là vạ tuyệt thông. Vì khi được tha thứ thì được kết nối lại, không còn bị dứt, bị chia lìa nữa. Còn khái niệm vạ tuyệt thông, khi được giải vạ tuyệt thông có thể bị hiểu là tha luôn cả vạ ở đời sau. T sẽ trình bày bài viết về tội với vạ. Tác giả ST. Nguyện xin Chúa ban phép nhiệm màu tới tình trạng sức khỏe của cha Phêrô. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.